Avezac Giải bài tập full môn Soạn văn hay nhất Học livestream miễn phí Tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu Vào thư viện app Tải ngay Avezac Xin chào các em, cô lại gặp lại lại các em trong bài học ngày hôm nay Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn lại toàn bộ kiến thức của chương 1 Đó chính là nội dung của bài 22, ôn tập chương 1 trong bài tập mà phần bài này thì chúng ta ôn tập sẽ có những nội dung sau. Thứ nhất là mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật, thứ hai mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật, thứ ba hô hấp ở động vật. Tôi xin lỗi, thứ ba là tiêu hóa ở động vật, thứ tư đó là hô hấp ở động vật và thứ năm đó chính là hệ tuần hoàn ở động vật và thứ sáu đó chính là cơ chế duy trì cân bằng ở nội môi. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên đó chính là mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật. Để nhớ được hay nắm được cái kiến thức về cái quá trình quan hệ dinh dưỡng ở thực vật thì chúng ta sẽ quan sát vào trong hình 22.1, đó chính là quan hệ dinh dưỡng ở thực vật. Ở đây chúng ta sẽ quan sát hình và dựa vào một số quá trình đã được học và cái trong cái nội dung của hình này thể hiện thì chúng ta sẽ chỉ rõ cái quá trình xảy ra cấu trúc đặc hiệu nào ở đâu. Và cũng dựa vào đây thì trước khi chúng ta làm bài tập ở phần 1 La Mã yêu cầu trong sách giáo khoa Đó là dựa vào hình 22.1 Hãy viết trả lời vào các dòng A đến E dưới đây Thì muốn viết được thì chúng ta sẽ phải hiểu được nội dung của từng phần Của từng cái chú thích này Đó là A Thì chúng ta nhìn ở đây đó chính là gì ạ? Khí CO2 sau đó thì mũi tên đẩy ra gì ạ oxy và ánh sáng thì tác động vào đó đây và chúng ta nhìn tiếp là đường và b đó chính là toàn bộ ở cái vầng này đó chính là gì ạ mô phỏng về gì ạ về lá cây tiếp theo thì đến ic là cái đường vận chuyển đường đi xuống dưới rễ này thì chúng ta phải xác định được cái đường màu xanh này đó là cơ quan bộ phận nào và tiếp theo nước và muối khoáng là đi theo cái đường màu đỏ này đi lên trên đó chính là dẫn nước vào mối khoáng đi lên trên này đúng không ạ và đây này chính là cái cơ quan bộ phận nào thì chúng ta cũng phải nhớ được và nắm được thì bây giờ chúng ta quan sát lại một lần nữa và chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời Và sau khi nhớ lại kiến thức thì chúng ta sẽ cùng đi làm ở đây chúng ta phân tích ở đây a à, từ khí carbonic mũi tên chuyển ra oxy và có ánh sáng tác động vào và mũi tên tạo đây ra đường thì chúng ta sẽ phải hiểu được a à, ở đây đó chính là gì ạ là cái quá trình khuếch tán khí carbonic qua khí khổng vào lá hay nói một cách khác là CO2 khuếch tán qua khí khổng vào lá. Còn đối với hình B ở đây, cái chú thích B ở đây, thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Là cái quá trình ở đây có ánh sáng tác động vào này, có mặt của CO2 này, có mặt của oxy này. Và sản phẩm ở đây là đường thì chúng ta sẽ thấy đây, đây chính là cái quá trình quang hợp diễn ra. Và quang hợp diễn ra ở đây, màu xanh ở đây chúng ta thấy rằng đó chính là cái chất diệp lục ở lá. Còn ở hình C Cái chú thích C Chú thích C ở đây thì chúng ta thấy rằng là đường nó vận chuyển Từ trên này đi xuống Từ trên lá Đi xuống dưới rễ cây Thì chúng ta hiểu ngay được cái quá trình này Đường được tạo ra thông qua cái quá trình quang hợp Hay chính là năng lượng đúng không ạ Được chuyển đường ở đây chính là đường sắc Được vận chuyển Đi như thế này thì chúng ta thấy rằng Đây chính là dòng vận chuyển đường sắc Từ lá xuống rễ từ lá xuống rễ. Vậy con đường vận chuyển từ lá xuống dưới rễ thì cơ quan bộ phận nào nó đảm nhiệm thì chúng ta phải nhớ ngay. Đó chính là mạch dây ở trong thân. Tiếp theo đó là chú thích D. Thì chúng ta nhìn thấy đó chính là nước và muối khoáng đi lên trên từ rễ lên trên thân và lên đến lá. Và quá trình này đấy chính là gì ạ? đẩy nước ra đây Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nước và muối khoáng sẽ theo cơ quan bộ phận nào để vận chuyển được nước và muối khoáng đi lên trên thân và lên đến lá cây Đó chính là mạch gỗ Vậy chúng ta thấy rằng là con đường này vận chuyển ở đây chúng ta sẽ phải dùng từ đó chính là gì ạ? Dòng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá theo mạch gỗ Từ rễ qua thân đây là Đấy, và còn e ở đây mũi tên đẩy ra thì chúng ta hiểu ngay đây chính là cái quá trình thoát hơi nước và đây là thoát hơi nước qua khí khổng và cutin trong lớp biểu bì của lá vậy ở đây chúng ta có thể kết luận ở các chú thích a b c d e như sau đây chính là câu chúng ta trả lời a đề bài của chúng ta như sau là hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu. Và dựa vào hình 22.1, hãy viết câu trả lời vào các dòng A đến E dưới đây. Thì dòng A chúng ta sẽ viết đó là gì ạ? CO2 khuếch tán qua khí khổng vào đá. Đó là khí carbonic ấy ạ. Khuếch tán qua khí khổng vào lá. Dòng B, đó là quang hợp trong lục lạp ở lá Dòng C, đó là dòng vận chuyển đường Saccaroro Từ lá xuống dễ theo mạch dây trong thân cây Và chú thích D, đó là dòng vận chuyển nước và các ion khoáng từ dễ lên lá Theo mạch gỗ từ dễ qua thân lên lá Và chú thích E, đó là thoát hơi nước qua khí khổng và cutin trong lớp biểu bì lá Vậy là chúng ta đã hoàn thành trong phần 1 mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật. Bây giờ chúng ta tiếp tục sẽ sang đến phần 2 mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật. Thì để hiểu được mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật thì chúng ta sẽ làm sáng rõ mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp thông qua hình 22.2. Thì nội dung ở đây chúng ta thấy rằng đây là một cái sơ đồ câm kết hợp với các gợi ý. Là chúng ta thấy rằng ở đây có ba cái gợi ý, gợi ý thứ nhất đó là mặt trời, gợi ý thứ hai đó chính là cái dòng quang hợp và gợi ý thứ ba đó là hô hấp. Vậy ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng có bốn điểm để chúng ta cần điền nội dung. Thì nội dung ở đây chúng ta cần điền thì các bạn cần phải suy nghĩ và nhớ lại đó chính là cái phương trình tổng quát của quang hợp cũng như là phương trình tổng quát của quá trình hô hấp để chúng ta đưa ra câu trả lời, điền những cái kiến thức cần thiết còn ở trong này. Thì các hãy điền các chất cần thiết vào vị trí dấu hỏi chấm trong hình 22.2. Thì bây giờ để nhớ lại thì các bạn hãy mở lại bài hô hấp và bài quang học ở thực vật để chúng ta tìm ra đáp án cho câu trả lời này. vậy ở đây chúng ta thấy rằng là trước tiên về quá trình quang hợp quang hợp thì sẽ cần nguồn nguyên liệu là những chất nào chúng ta phải xuất phát từ gốc của mũi tên khi chúng ta thấy rằng là gì ạ để xảy ra quá trình quang hợp hay nguyên liệu để quá trình quang hợp xảy ra chúng ta thấy rằng đó chính là gồm có khí carbonic và hơi nước khi khí carbonic vào hơi nước dưới sự tác động của ánh sáng mặt trời và chất diệp lục đó chính là cái màu xanh này, chúng ta biểu tượng đấy là màu xanh diệp lục của lá cây. Thì sản phẩm tạo ra đó chính là C6H12O6, đó chính là tinh bột hay chúng ta còn gọi là hợp chất hữu cơ cộng với khí oxy. Đó. Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cũng bắt đầu từ gốc mũi tên ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Khi tinh bột hay hợp chất hữu cơ bị oxy hóa bị oxy hóa sẽ phân giải thành hai chất đó chính là gì ạ là hơi nước và giải phóng khí carbonic và trong cái quá trình này thì chúng ta thấy rằng nó sẽ đồng thời giải phóng ra năng lượng đó chính là ATP ADP và H3PO4 axit phosphoric thì ạ thì H3PO4 ở đây ký hiệu là chữ Pi thì để hoàn thiện ở chúng ta sẽ chốt lại ở trong phần này thì chúng ta sẽ có sơ đồ hoàn thiện như sau. Điền các chất cần thiết vào vị trí dấu hỏi chấm trong hình 2.2 thì chúng ta thấy đây. Dấu hỏi chấm thứ nhất, chúng ta sẽ điền khí carbonic, dấu hỏi chấm thứ hai đó chính là hơi nước. Và quá trình quang hợp ở đây dưới sự tác động của ánh sáng mặt trời thì nó sẽ tạo ra C6H12O6 cộng oxy và oxy này được giải phóng đúng không ạ được giải phóng thì cũng nhờ oxy thì C6H12O6 bị oxy hóa bị oxy hóa sẽ giải phóng ra khí carbonic thông qua quá trình gọi là quá trình hô hấp và khí và hơi nước thì trong cái quá trình hô hấp này thì nó cũng tạo ra năng lượng ATP và ADP đồng thời giải phóng ra cả dẻ H3PO4 Đấy chính là sơ đồ của phần 2 La Mã Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp Thì chúng ta thấy hay nói một cách khác là gì ạ Nguyên liệu của anh này Của quá trình này Là sản phẩm của quá trình kia Hay nói một cách khác là gì ạ Sản phẩm của quá trình kia Đó chính là nguyên liệu của quá trình này Đấy chúng ta thấy Đấy chính là mối quan hệ giữa quá trình quang hợp và hô hấp ở thực vật Chúng ta sang tiếp phần tiếp theo đó chính là tiêu hóa ở động vật. Tiêu hóa ở động vật ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Dạ dạ có tiêu hóa ở động vật đơn bào, tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa, tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa. Và đây chính là các quá trình tiêu hóa. Thì quá trình tiêu hóa ở đây sẽ có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học. Thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ nhớ lại kiến thức để so sánh ba loại tiêu hóa hay ba quá trình tiêu hóa ở động vật đơn bào này, động vật có túi tiêu hóa này và động vật có ống tiêu hóa thì chúng ta sẽ đánh sử dụng dấu nhân để tích vào cái ô làm sao cho thích hợp, phù hợp cho là quá trình cơ học hay quá trình hóa học diễn ra ở ba loài động vật này. Thì chúng ta sẽ phải nhớ lại kiến thức của quá trình tiêu hóa ở động vật. Thì chúng ta nhớ lại ở động vật đơn bào này diễn ra như thế nào và động vật có túi thì diễn ra như thế nào và động vật có ống tiêu hóa diễn ra như thế nào thì các bạn cần phải nhớ lại kiến thức của phần đó thì chúng ta thấy rằng là gì ạ đối với tiêu hóa ở động vật đơn bào thì cấu tạo cơ thể của nó còn rất là đơn giản chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là gì ạ nó chưa có những cái cơ quan chuyên trách chưa có cơ quan chuyên trách nên chính vì thế mà nó sẽ không có cái hoạt động mà cơ thể của nó chỉ là một tế bào thôi nên vì thế mà nó sẽ không thể xảy ra được đó là tiêu hóa cơ học được mà chỉ có tiêu hóa hóa học và chúng ta có thể lấy ví dụ đó là ví dụ như là con trùng giày này hoặc con trùng roi này thì cái quá trình tiêu hóa của nó đó chính là nó tiết ra enzyme đó là không bào co bóp đây đúng không ạ? Để nó tiêu hóa thức ăn. Thì vậy ở đây chỉ có xảy ra là đó là tiêu hóa hóa học. Thế còn đối với tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa thì chúng ta thấy rằng cái túi này tất cả thức ăn nó dồn vào một cái túi Và cái túi này được cấu tạo rất là đơn giản Nên chính vì thế tại ở đây nó cũng chỉ tạo ra gì ạ? Tạo ra enzyme và tiêu hóa thức ăn Sau đó thức ăn sẽ là cái chất dinh dưỡng này Sẽ ngấm vào trong cơ thể của nó Nên chính vì thế mà nó cũng chỉ có cái hoạt động đó là tiêu hóa hóa học Thì còn đối với ở tiêu hóa động vật có ống tiêu hóa Thì chúng ta thấy rằng nó đã chia ra là có ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa thì ở ống tiêu hóa ở đây đó chính là gì ạ? Sẽ diễn ra cái hoạt động đó là tiêu hóa cơ học. Ví dụ như đó là gì ạ? Ở diều này hoặc ở dạ dày này. Thì ở đây hoặc là ví dụ như ở động vật lớp thú chẳng hạn thì ở khoang miệng thì nó còn có cả cái hoạt động nữa đó là gì ạ? Dùng răng xé nát thức ăn thì đấy cũng là cơ học hoặc là gì ạ dùng răng để nghiền nát thức ăn thì đấy cũng là cơ học hay hoặc là ở gì ạ ở dạ dày thì đó cũng là co bóp và nghiền nát thức ăn nhưng bên cạnh đó trong các ống tiêu hóa thì chúng ta thấy rằng nó còn gì ạ ví dụ như là ở dạ dày hay ở tại khoang miệng nó cũng tiết ra enzyme ở dạ dày cũng tiết ra enzyme và ở ruột non thì cũng tiết ra enzyme thì đấy chính là cái hoạt động tiêu hóa hóa học như vậy ở đây đối với động vật có ống tiêu hóa thì chúng ta thấy rằng xảy ra đồng thời hai cái quá trình đó là quá trình tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học. Thì kết luận lại của phần này thì bảng 22 chuẩn của chúng ta sẽ có được đánh dấu như sau. Tiêu hóa ở động vật đơn bào thì chỉ có hoạt động chỉ có quá trình tiêu hóa hóa học mà không có tiêu hóa cơ học. Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa thì tương tự cũng chỉ có quá trình tiêu hóa hóa học mà không có tiêu hóa cơ học. Còn tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa thì diễn ra cả hai quá trình tiêu hóa, đó là tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học. Đó chính là chốt của bảng 22. Cái này các bạn sẽ điền lại và hoàn thiện vào trong vở. Đó là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong cái quá trình mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp cũng như làm gì ạ? Cái quá trình vận chuyển các chất trong trong thân cây. Thì tiếp tục chúng ta sang đến phần gì ạ? Phần thứ tư. Vừa xong rồi chúng ta đã tìm hiểu xong tiếp cái phần tiêu hóa thì bây giờ chúng ta sang tiếp phần thứ tư. Đó là hô hấp ở động vật. Hô hấp ở động vật ở đây thì nội dung trong sách giáo khoa trang 95 đưa ra cho chúng ta hai cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật. Thứ hai là so sánh trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật. Thì bây giờ muốn biết được cái cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật cũng như là so sánh giữa trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật thì các bạn cần phải nhớ lại kiến thức ở quá trình hô hấp ở thực vật này hô hấp ở động vật này để chúng ta có thể trả lời được cái cơ quan thực hiện cũng như là so sánh. Thì trước tiên về cơ quan trao đổi khí ở thực vật thì chúng ta thấy rằng ở thực vật cái quá trình hô hấp diễn ra thì đó chính là gì ạ? Cơ quan trao đổi khí ở thực vật đó chính là khí khẩu. Còn đối với động vật thì nó có nhiều hơn. Nó phân chia ra theo cái cấu tạo cơ thể từ đơn giản đến phức tạp. Thì đơn giản thì cơ thể đơn giản là từ một tế bào này hoặc là cơ thể đa bào nhưng mà có cấu tạo đơn giản. Thì nó sẽ trao đổi khí qua đó là qua bề mặt cơ thể này, qua hệ thống ống khí này, qua mang này, qua phổi này. Đấy để chúng ta có thể nhớ lại. Thì qua bề mặt cơ thể thì chúng ta thấy rằng đó là đại diện ở các lớp trùng hoặc là ở gì ạ? Các lớp mà động vật có cấu tạo cơ thể đơn giản. Còn qua hệ thống ống khí thì chúng ta hay bắt gặp đó là ở loài côn trùng, đa số côn trùng đều hô hấp hay đều trao đổi khí đó bằng hệ thống ống khí. Còn qua mang thì chúng ta thấy rằng đại diện đó chính là lớp cá đó là qua mang. Còn qua phổi thì chúng ta thấy rằng đó chính là gì dạ Bắt đầu động vật sống ở trên cạn. Và cấu tạo sơ đẳng hay đơn giản đó chính là bắt đầu từ lớp lưỡng cư. Là phổi đã cấu tạo làm sao đơn giản rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó vẫn cần hộ trao đổi khí đó là qua bề mặt cơ thể là bộ phận da. thì chúng ta đã biết được cái cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật như thế thì chúng ta sẽ từ đấy so sánh được trao đổi khí ở thực vật và động vật. ở đây chúng ta sẽ nhớ đến cái quá trình trao đổi khí chúng ta phải chia ra ở hai cái mức độ. đó là mức độ tế bào và mức độ cơ thể. vậy cụ thể chúng ta sẽ so sánh như sau. Đây, cô sẽ bỏ sách giáo khoa ra để chúng ta nhìn dễ yêu cầu của phần 4 la mã hô hấp ở động vật yêu cầu thứ nhất là cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật này thì chúng ta thấy cơ quan trao đổi khí ở thực vật đó là tế bào khí khổng và chính là nằm ở đâu ạ ở lá ở lá còn ở động vật thì cái cơ quan trao đổi khí đó là có thể qua cơ thể bề mặt cơ thể này qua hệ thống ống khí này qua mang này qua phổi này để chúng ta vừa lấy ví dụ rồi về so sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và động vật thì chúng ta sẽ có bản so sánh như sau thứ nhất ở cấp độ tế bào ở mức độ tế bào thì ở cơ thể thực vật thì có hô hấp giống với hô hấp nội bào của cơ thể động vật như là hút oxy này, giải phóng khí carbonic. Cái này chúng ta thấy rằng cũng giống với ở bên cơ thể động vật, là tế bào trao đổi khí oxy và khí carbonic với máu cũng dựa trên nguyên tắc là khuếch tán từ nơi có áp suất khí cao tới nơi có áp suất khí thấp. Đấy thì chúng ta thấy rằng hai cái ý này nó tương đồng nhau. Thì ngoài ra khi trao đổi khí qua hô hấp ở thực vật còn trao đổi khí qua quang hợp diễn ra theo chiều ngược lại là hút khí carbonic và giải phóng khí oxy. Còn đối với ở cơ thể thực vật, à động vật thì oxy từ máu sẽ khuếch tán vào máu vào tế bào và khí carbonic sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu thì nó cũng có cái chiều ngược lại. Đấy là ở mức độ tế bào. Thế còn ở mức độ cơ thể. Thì đối với cơ thể thực vật thì sự trao đổi khí giữa các mô và cơ quan trong cơ thể thực vật thực hiện bằng cách khuếch tán qua khoảng gian bào. Thế còn đối với cơ thể động vật thì động vật trao đổi khí với môi trường xung quanh. Các cơ quan hô hấp là bề mặt cơ thể, hệ thống khí, mang học, phổi. Mang hoặc phổi. Thế còn đối với cơ thể thực vật thì trao đổi giữa cơ thể thực vật với môi trường được thực hiện như thế nào? Thì quá trình trao đổi Giữa cơ thể thực vật với môi trường được thực hiện thông qua khí khổng ở lá và bì khổng ở thân cây. Nhưng đối với cơ thể động vật thì cái quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường lại dựa theo cái nguyên tắc khuếch tán từ nơi có áp suất khí cao tới nơi có áp suất khí thấp. Đồng thời thì oxy từ bên ngoài sẽ khuếch tán vào cơ thể qua cơ quan hô hấp, ở đây đó chính là gì ạ? Phổi này. Hoặc mang này hoặc hệ thống ống khí này hoặc bề mặt cơ thể này và khí carbonic sẽ được khuếch tán từ trong cơ thể ra bên ngoài đấy, đấy chính là cái chúng ta đã so sánh về sự trao đổi khí ở thực vật và động vật nhớ lại được đó là cơ quan trao đổi khí ở thực vật là gì và trao đổi khí ở động vật là gì đó là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong bốn nội dung đó là mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp tiêu hóa động vật và hô hấp ở động vật Thế chúng ta sẽ sang tiếp với nội dung thứ năm đó chính là hệ tuần hoàn ở động vật nội dung thứ năm hệ tuần hoàn ở động vật hệ tuần hoàn ở động vật ở đây thì chúng ta sẽ cho biết hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ dòng mạch dây ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật và cho biết được lực vận chuyển dòng mạch gỗ dòng mạch dây ở cơ thể thực vật và máu cơ thể động vật. Và quan sát hình 22.3 trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất. Cơ thể động vật trao đổi chất với môi trường sống như thế nào? Câu hỏi thứ hai là mối liên quan giữa chức năng giữa các cơ hệ cơ quan với nhau, giữa các hệ cơ quan với tế bào cơ thể hay còn gọi là quá trình chuyển hóa nội bào thì chúng ta sẽ quan sát vào trong hình này. Hình 22 sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường thì chúng ta sẽ nhìn lại và phân tích cái hình này một chút ở đây chúng ta nhìn thấy cái đường màu trắng này cũng miêu tả đó chính là cái hệ bài tiết và cái sản phẩm của hệ bài tiết ở đây đó chính là nước tiểu tiếp theo chúng ta nhìn tiếp nữa cái đường màu hồng ở đây đó chính là biểu diễn cho cái quá trình tiêu hóa quá trình tiêu hóa chúng ta nhìn thấy rằng là gì ạ đây chính là mô tả tế bào cũng đồng thời là cơ thể Thì thức ăn sẽ được đưa vào trong cơ thể thông qua miệng Sẽ đi qua thực quản đến dạ dày Cái phần phình to này chúng ta có thể hình dung đấy chính là dạ dày Và cái dạ dày cũng như ruột ở đây là mô phỏng Đây chính là cái hệ tiêu hóa Thì thức ăn sẽ được chuyển vào quá trình biến đổi Cũng như là hấp thụ sẽ diễn ra ở cái hệ tiêu hóa này và các chất dinh dưỡng thì sẽ được hấp thụ hay các chất cần thiết được hấp thụ sẽ được đưa vào máu. Đây chúng ta nhìn cái mũi tên này, đưa vào máu. Còn những cái chất không cần thiết thì sẽ được thải qua hậu môn, đó chính là phân. Chúng ta quay trở lại một chút, đó là các chất dinh dưỡng sẽ đi vào máu. Thì ở đây các chất dinh dưỡng này sẽ ở được máu vận chuyển đi khắp cơ thể. Đây chúng ta có thể nhìn đấy. Được cơ quan bộ phận đó chính là hệ tuần hoàn, tim và các hệ mạch vận chuyển đi khắp cơ thể thì chúng ta thấy rằng khi tim vận chuyển máu đến đây thì chúng ta nhìn thấy hai cái điểm ở đây chúng ta để ý đó là gì ạ chúng ta chú ý cái mũi tên thứ nhất là máu mang đến đây và đây chúng ta nhìn thấy mô phỏng ở đây chính là các phế nang của hệ hô hấp màu hồng nhạt này thì ở đây tại đây sẽ xảy ra cái quá trình trao đổi khí là gì ạ cái chất thải khí carbonic sẽ được đẩy ra ngoài đẩy ra ngoài và sẽ lấy khí oxy đưa vào bên trong và cái khí oxy này chúng ta nhìn này cái khí carbonic này sẽ là từ đâu ạ từ các cơ quan bộ phận này thông qua hệ hô à, hệ tuần hoàn đẩy đưa cái này đưa máu mang khí carbonic đến phổi và sẽ được đẩy ra ngoài nhưng khi khí oxy này lấy vào thì sẽ qua phổi này cũng đồng thời lại mang đưa đến tim đưa đến hệ mạch này để đến hệ mạch chúng ta quan sát một chút cái màu sắc ở đây thì màu sắc ở đây máu ở đây cái màu xanh đậm này mô phỏng là cái máu này chứa máu chứa chứa gì ạ chứa nhiều khí khí carbonic còn khi khí oxy trở về đây chúng ta nhìn thấy nó sang màu đỏ tươi tức là biểu thị máu dầu gì ạ dầu khí oxy khi máu dầu khí oxy này sẽ được tim đẩy tiếp đến gì ạ từng tế bào đến từng cơ quan hệ cơ quan tế bào thì tại tế bào này Chúng ta nhìn thấy Đó là gì ạ? Các dịch mô Thì tại tế bào này Nó sẽ xảy ra cái quá trình trao đổi khí Đó là gì ạ? Mang khí oxy Cũng như chất dinh dưỡng đến nuôi tế bào Và các tế bào này sẽ xảy ra cái quá trình Phân chia lớn lên Thì khi cái quá trình phân chia lớn lên Cũng như cái quá trình trao đổi chất này xảy ra Thì nó sẽ nhận cái khí oxy Và thải ra khí carbonic Thì chúng ta nhìn tiếp Máu sẽ chuyển từ đỏ tươi thành đỏ thẫm đây và dẫn đến đây. Một phần chất thải ở đây sẽ được hệ bài tiết đưa đến hệ bài tiết. Một phần chất thải ở đây sẽ đưa về tim để đẩy lên hệ hô hấp. Đấy chính là cái quá trình trao đổi giữa cơ thể với môi trường là như vậy. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là gì ạ? Cơ thể của động vật ở đây nói chung sẽ lấy từ môi trường bao gồm những gì? Đó là thức ăn, khí oxy. Đồng thời nó thải ra môi trường đó chính là khí carbonic nước tiểu phân đấy chúng ta thấy rằng cái mối quan hệ có lấy và có thải ra thì cái quá trình này chúng ta sẽ phân tích cụ thể chúng ta sẽ phân tích cụ thể đó là gì ạ cơ thể động vật trao đổi chất với môi trường như thế nào thì chính là cái cô vừa nói với các bạn rồi đúng không ạ hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ dòng mạch dây thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật vào cái phần này chúng ta cần phải nắm rõ được hai cái đó thì cho biết hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ dòng mạch dây ở thực vật hai câu hỏi đầu tiên hai cái gạch đầu dòng đầu tiên này thì chúng ta sẽ trả lời như sau. Này, cô bỏ sách ra cho các bạn dễ nhìn nhé. Hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ, dòng mạch dây ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật. Ý đầu tiên là ở thực vật, hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ là mạch gỗ và hệ thống vận chuyển dòng mạch dây là mạch dây. Còn ở động vật thì hệ thống vận chuyển máu là tim và mạch máu Mạch máu ở đây sẽ bao gồm có động mạch, mau mạch và tĩnh mạch Đấy là chúng ta đã xong cái ý đầu tiên Thứ hai là cho biết động lực vận chuyển dòng mạch gỗ, dòng mạch dây Ở cơ thể thực vật và máu ở động vật Thì đối với ở thực vật Thì thực vật động lực vận chuyển dòng mạch gỗ là áp suất dễ Thoát hơi nước ở lá và lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa các phân tử nước với mạch gỗ và động lực vận chuyển dòng mạch dây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa các cơ quan cho tức là lá và cơ quan nhận đó là rễ hạt và quả còn ở động vật thì có hệ tuần hoàn thì động lực vận chuyển máu đi đến các cơ quan đó chính là sự co bóp của tim và tim co bóp sẽ tạo ra áp lực đẩy máu đi trong vòng tuần hoàn đó là chúng ta đã trả lời xong rồi ạ hai cái câu hỏi đầu tiên hai cái gạch đầu dòng đầu tiên thế sang đến gạch đầu đầu dòng thứ ba đó là quan sát hình 2.3 và trả lời câu hỏi sau này quan sát hình 2.3 và trả lời câu hỏi sau đó là cơ thể động vật trao đổi chất với môi trường sống như thế nào và mối liên quan về chức năng giữa các cơ quan với nhau giữa các hệ cơ quan với tế bào cơ thể với chuyển hóa nội bào thì lúc nãy cô đã phân tích các bạn cụ thể chi tiết cái hình 22.3 sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vận chuyển à, vận dụng cái kiến thức đó để chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất là động vật tiếp nhận chất dinh dưỡng có trong thức ăn oxy và chất thải oxy và chất thải các chất và đồng ở đây nói này động vật tiếp nhận chất dinh dưỡng có trong thức ăn và có khí oxy. Đồng thời nó sẽ thải các chất sinh ra từ quá trình chuyển hóa như nước tiểu, mồ hôi, khí CO2, nhiệt. Và hệ tiêu hóa sẽ tiếp nhận chất dinh dưỡng từ bên ngoài cơ thể vào hệ tuần hoàn. Hệ hô hấp sẽ tiếp nhận khí oxy chuyển vào hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn sẽ vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy đến cung cấp cho tất cả các tế bào của cơ thể. Các chất dinh dưỡng Oxy sẽ tham gia vào quá trình chuyển hóa nội bào, tạo ra các chất bài tiết và CO2. Thì khi đó hệ tuần hoàn sẽ vận chuyển cái chất bài tiết này đến hệ bài tiết để bài tiết ra ngoài và vận chuyển khí carbonic này đến phổi để thải ra ngoài. Đấy chính là cái gì ạ? Mối quan hệ giữa chức năng các cơ quan với nhau. Vậy hoạt động của các cơ quan phối hợp ăn khớp với nhau một cách nhịp nhàng để thực hiện cái quá trình trao đổi chất trong phạm vi tế bào, giữa tế bào với môi trường được thực hiện liên tục. Đó là chúng ta đã vừa làm xong nội dung câu hỏi của phần 5 là mã hệ tuần hoàn ở động vật. Thì vậy để cho cái quá trình này diễn ra một cách nhịp nhàng thì cần phải có cái cân bằng nội môi. Vậy cân bằng nội môi này sẽ duy trì như thế nào? Thì chúng ta sang tiếp phần 6 là mã cơ chế duy trì cân bằng nội môi. Trong phần này thì các bạn sẽ cần phải hoàn thiện sơ đồ cơ chế cân bằng duy trì nội môi dưới đây. Ở đây chúng ta có cái từ gợi ý đó là kích thích và ở đây đó chính là ba cái ô chúng ta cần điền nội dung cái bài vừa hôm trước thì chúng ta vừa học cái bài là gì ạ cân bằng nội môi thì kiến thức cô vừa mới học thì chúng ta có thể nhớ được ngay thì đó chính là gì ạ kích thích sẽ được cơ quan tiếp nhận bộ phận tiếp nhận đó là bao gồm có da này đúng không ạ cơ quan xúc giác này cơ quan thị giác này vị giác này tức là năm giác quan của chúng ta tiếp nhận kích thích thì khi tiếp nhận kích thích như thế thì nó sẽ được vận chuyển hay được thông tin đến cái bộ phận điều khiển Đó chính là não bộ trung ương của chúng ta Não bộ hay chính là trung ương thần kinh Thì tại đây não bộ và trung ương thần kinh của chúng ta sẽ đưa thông tin và điều cho bộ phận thực hiện Bộ phận thực hiện của chúng ta ở đây rất là nhiều Đó là chính là các cơ quan Thì khi các bộ phận của chúng ta thực hiện thì sẽ có một cái luồng thông tin gọi là luồng thông tin ngược trả lời cho cái bộ phận tiếp nhận này Đấy, trả lời đây Thì chúng ta sẽ có cái sơ đồ hoàn thiện như sau Này Khi tiếp nhận kích thích thì kích thích sẽ tác động vào bộ phận tiếp nhận thì Bộ phận tiếp nhận này sẽ có cái gì ạ? Có cái thông tin tác động lên bộ phận điều khiển Bộ phận điều khiển này sẽ điều tiết và đưa gọi là gì ạ? thông tin cũng như là lệnh để cho bộ phận này thực hiện sau khi bộ phận này thực hiện xong sẽ có cái luồng thông tin ở đây chúng ta thấy cái mũi tên ở đây nhạt hơn so với mũi tên này thì đây chính là cái luồng thông tin ngược cho bộ phận tiếp nhận là gì tôi đã thực hiện như thế này đấy thì đây chính là nó khép kín vào thì chúng ta có thể gọi đây chính là cái vòng phản xạ vòng phản xạ chúng ta đã học đấy chính là nội dung toàn bộ của bài 22 ôn tập chương 1 thì trong bài tập mà ôn chương 1 này thì các bạn cần nhớ được cho cô đó là sáu cái nội dung Nội dung thứ nhất đó là mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật. Nội dung thứ hai đó là mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật. Nội dung thứ ba là tiêu hóa ở động vật. Nội dung thứ tư đó là hô hấp ở động vật. Và nội dung thứ năm đó là hệ tuần hoàn ở động vật. Và nội dung thứ sáu đó chính là cơ chế duy trì cân bằng nội môi. Toàn bộ kiến thức đó các bạn cần phải ghi nhớ một cách sơ lược theo cái quá trình chúng ta vừa ôn tập. Đi về nhà các bạn sẽ chuẩn bị trước cho cô nội dung của chương 2 đó là chương cảm ứng. Và chúng ta nghiên cứu trước cái nội dung đầu tiên đó là cảm ứng ở thực vật. Trong phần cảm ứng này chúng ta có hai nội dung, đó là nội dung cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật. Thì trước tiên chúng ta sẽ nghiên cứu ở phần A trước, đó là cảm ứng ở thực vật. Thì cái bài đầu tiên ở trong phần cảm ứng ở thực vật thì các bạn tìm hiểu cho cô đó chính là bài 23 hướng động. Thì trong phần này các bạn tìm hiểu đọc trước cho cô để các bạn hiểu khái niệm hướng động là gì và các kiểu hướng động diễn ra làm sao thì các bạn sẽ làm như vậy và muốn biết được thì các bạn sẽ tiến hành làm cho cô cái thí nghiệm thí nghiệm ở hình 23.1 23.1. Để làm được thí nghiệm này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho cô ba cái chậu cây A, B, C, A, B, C trồng vào đây và các bạn để ở điều kiện khác nhau. Điều kiện thứ nhất đó chính là cây được chiếu sáng từ một phía, tức là cái chậu A này các bạn có thể để cửa sổ. Đấy thì đó chính là ánh sáng ở một phía. Cây mọc trong tối hoàn toàn, thì cái này các bạn trồng các bạn để ở trong tối Không có ánh sáng tới Và cây được chiếu từ mọi phía Tức là chúng ta sẽ để ra cái khoảng làm sao Khoảng không gian Có ánh nắng chiếu từ mọi phía Bên trái, bên phải, trên, dưới Đó chính là để ra cái khoảng trống Đấy. Sau đó để chúng ta cùng nhận xét thì Yêu cầu các bạn về nhà chuẩn bị cho cô như thế Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học ngày hôm sau Chào các em Khoa học về sách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách